Lên cá nữa nha. Ây da. Trời ơi, đất ơi. Cá lanh nha mọi người. Trời ơi, nó léo, nó kéo. Nó kéo đi bay gần luôn á. Vâng. Xin chào tất cả cô chú, anh chị cũng như là anh em đang xem clip của mình nha. À, thì hôm nay thì mình lại chiến tại một bãi câu cũ của mình lúc trước. Lên cá nha. Trời 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 trời. Trời trời rồi 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 rồi, ngon ngon ngon. Ngon luôn. Ngon luôn. Ô trời ơi. Đã quá, đã quá, đã quá mọi người. Rồi ngon luôn rồi, ngon thơm. Trời ơi, lên con cá chạch kìa, đã không? Chà bá luôn. Ô trà. Nhìn phê không mọi người? Trời ơi, cá chạch nè. Quá trời đã luôn nha. Ồ, cá chạch này, cái sóng lưng nó có cái gai đầm đào lắm nha. Đây nha mọi người. Trời ơi, nhìn nó đã ghê chưa. Nó dài kìa, nó dài hơn 40 luôn á. Nhìn quá phê luôn nha. Nó dài hơn cổ tay mình luôn mà. Con này về nấu canh chua ăn thì hết hết sảy luôn rồi. Thôi, bỏ vô thùng nha mọi người. Rồi 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 rồi. Trời ơi. Ê cha, bà này chưa xuống. Cần kia chưa xuống rồi, cần này nó lên rồi nha. Thêm con cá chạch thứ hai nha. Quá phê luôn mọi người ơi. Nước hình như nước này nó ngà ngà tới cá chạch nó ăn hay sao á. Ồ, con cá chạch thứ hai rồi nha. Đây nha, con này nhỏ hơn con nãy nhiều. Quá đã luôn mọi người. Câu cái gì không phê chứ riêng câu cá chạch phê lắm nha. Vừa ngon nữa chứ. Nó thuộc dạng là nhân sâm quý à. Chắc này cũng do là mưa. Mưa mà mưa chưa tới nè. Mưa 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 đúng cái nước ngà ngà nè. Cho nên là cá chạch nó mới ăn vậy nha. Chứ thường thường nước đục thì cá chạch nó chưa ăn vậy đâu. Lên cá nữa nha. Ây da. Trời ơi, đất ơi. Cá lanh nha mọi người. Trời ơi, nó léo, nó kéo. Nó kéo đi bay gần luôn á. Nhỏ mà kéo ghê rồi chứ. Đây nha mọi người. Trời ơi, cá lanh nè. Quá đã luôn nha. Rồi, phê là đủ phê rồi nha. Wow. Đây nha mọi người. Thêm con cá lăng nữa nha. Cứ làm ít con này thôi, nhỏ ít nhưng mà nó chất lượng thôi được rồi nha. Trời ơi, gần kia có cái con cái này nó ăn khó chịu nha mọi người. Lâu công cần nãy giờ luôn mà giật không dính. Quá đã. Trời, lòi cong cái cần đi luôn. Ghê thiệt chứ. À, bây giờ thì cũng khoảng tầm 5 giờ đây nha. Đài cũng đã lên nãy giờ rồi. Thường thì mình sẽ câu trễ hơn chút nhưng mà do có công việc nhất định nha. Hồi nãy giờ mình ngồi cũng khoảng tầm hơn nửa tiếng rồi đó. Chắc cũng phải 45 phút rồi à, mà lượng cá thì mọi người cũng đã thấy rồi đó. Nay thì được mấy con cá chạch với con cá lăng nha. À, thôi clip mình cũng xin được tạm dừng sớm tại đây nha. Nếu như mà cô chú anh chị cũng như là anh em mà nếu mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh cũng như like và chia sẻ ủng hộ cho cái kênh của mình nhé. À, mình chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, bây giờ mình sẽ xem cái lượng cá nha mọi người. Đây nha mọi người, lượng cá của ngày hôm nay nha. Đây, con cá chạch hồi nãy hai con nha, với lại ba con cá lăng nữa nha.
hồi nãy cá lăng này mình hai con này thì nãy mình quay không được nha, giờ dùng lượng nó hết nha mọi người. Đây nha, hôm nay được nhiêu đây con nha.